Mến chào của chú anh chị đã trở lại với kênh của Hoa Kiển Trúc Ly nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2023 nha chú anh chị. Vườn con tiếp tục lên giao lưu một lô hoa giấy nha. Giá mềm luôn nha cô chú anh chị. Giá mềm tàn đẹp đang hoa như thế này. Hôm nay con lên 7 cây. Giá là vườn con bao ship gửi tận nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Cô chú anh chị mà số điện thoại đặt hàng của vườn con là 0358 899 853. Số này con có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà muốn xem thêm hình ảnh thì cứ kết bạn Zalo nha. Vườn con đóng khung tre chắc chắn rồi con mới gửi đi á. Cô chú anh chị mình được kiểm tra hàng lúc mà thanh toán cây á, gửi đi á, nếu mà những cái hoa như thế này á là nó có thể bị rụng hoa nha. Đi xa quá nó có thể bị rụng hoa, với ra ngoài miền ngoài á, là cây nó dễ bị sốc nhiệt á, rụng hoa rụng lá là chuyện bình thường nha, rụng một số lá thôi nha. Còn cây là con đảm bảo cây vẫn sống bình thường, cây mình nhận về mình để trong mát á, để nó không có bị sốc nhiệt á, tại vì ở đây là đang thời tiết đang mưa, ra ngoài nắng nóng á, nó dễ bị sốc á. Hoa giấy rất là dễ sống nha cô chú anh chị. Về mình chỉ để yên trong mát, mình tưới là nó sẽ tươi tỉnh bình thường nha. Nếu mà cây nào cần cắt ngọn á, thì mình cắt ngọn luôn rồi nó sẽ bung hoa nha. Mình sẽ đi vào cây số 1 luôn. Cây số 1 này ghép tầng rất là đẹp, hoa từ trên xuống dưới luôn. Một cây tím tuyết siêu hoa. Hổng gài trời mưa á, hoa nó hơi nó dính mau tàn hơn là nắng nha. Đây là tím tuyết nha, đầm tím pha tuyết chậm. Đây có hoa thì tím không nha. Mã số 1 này hoành 18,5 và cao 85. Cây này giá siêu khuyến mãi luôn là 300.000 bao ship. Hoành 18 là đâu ở đây nha cô chú anh chị. Hoành thân nha, tất cả là hoành thân nha. Đây, rễ quấn, rễ rất là đẹp nè. Đây, bộ rễ rất là xinh nha, sạch đẹp luôn. Cây thì phân 4 nhánh như thế này, phân tầng như thế này. Chỉ 300.000 bao ship, một có sở hữu một cái cây mà tím tuyết siêu hoa đế đẹp như thế này nha. Mã số 1. Qua mã số 2. Mã số 2 này ghép hai màu. Đó là trắng tuyết siêu hoa. Đây là đợt hoa cũ nha. Đợt qua mới nó đang nhú nụ nhỏ rất là nhiều như thế này nè. Trắng tuyết siêu hoa. Cái này cắt tàn nó ra nụ, cắt tàn lại ra nụ. Và tím tuyết siêu hoa. Kết hợp giữa hai màu trắng và tím. Tàn đẹp luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn khá là cưng nha, tàn tròn và dày. Mã số 2 này hoành 12 và cao 70. Cây này 250.000. Này là có một cái rễ thôi, một cái rễ chính thôi. Một cái rễ chính đi lên. Lên đây phân 3 nhánh nha cô chú anh chị. Tàn rất là đẹp, 250.000 mã số 2. Tàn khá là đẹp luôn á. Cây số 3. Cây số 3 này là cây phước hồng sakura đang có nụ nha cô chú anh chị. Mặt hoa là hoa phước hồng nha, loại này nó cũng khá là xiên hoa. Cây này mới nụ nhỏ à, chứ chưa có nụ nhiều, chưa có hoa nhiều. Nếu mà cây này gửi đi thì không có, chưa có hoa, mình không có sợ bị rụng nụ, không có sợ bị rụng hoa. Nó đang ôm nụ nhỏ trên mấy cái đợt này rất là nhiều nha cô chú anh chị. Mã số 3 này hoành 11,5 và cao 65. Giá siêu khuyến mãi là 230.000. Đây là bộ đế nha. 230.000. Đây. Không thể nào mà rẻ hơn được nữa luôn á. Giá là giá bao ship luôn á cô chú anh chị. Cây phớt hồng sakura nha. Giá rất là rẻ luôn.
Số 4. Số 4 là một em vàng lửa. Đây là một màu khá là mới trong bộ lửa nha chú anh chị, vàng lửa. Vàng lửa rất là nhiều bo như thế này. Mã số 4 này hoành 14 và cao 75. Cây này 300 ngàn nha. Cây này lúc mà mua giống khá là đắt luôn, khá là đắt tiền. Đây là cái rễ nha. Rễ hình xoắn ốc. Một cốt đi lên. Cây khá là nhiều bo. Vàng lửa 300 ngàn mã số 4 nha. Từ mã số 5 đến mã số 7 là tím Pháp. Tím Pháp dành cho cô chú anh chị mà thích màu tím mà. Tím đậm luôn, size qua to nha. Hoa rất là lâu tàn nha cô chú anh chị. Cái loại này cánh hoa nó cứng á, nó không có sợ mưa gió, nó hoa nó rất là lâu tàn. Tàn đẹp luôn nha. Đây. Em tím Pháp như thế này. Nó đang ôm nụ nhỏ trên mấy cái đọt á. Mã số 5 này hoành 11 rưỡi và cao 60. Cây này 250.000, cây phân 3 nhánh đi lên. Đây là bộ đế. Đế nó đơn giản nha. Đế nó có 3 cái rễ chính. Mã số 5 250, cây tàn đẹp như thế này. Tím Pháp tàn rất là đẹp nha. Cây số 6. Cây số 6 một cây đang có hoa như thế này nha. Đây. Ngoài giấy không có nở thôi, nó nở là một tháng mấy nó chưa tàn luôn. Rất là đáng chơi. Hoành 14 và cao 75. Cây số 6 này 280 nha. Một cây rễ quấn rất là đẹp như thế này, 200 chỉ 280.000 thôi. Rất là rẻ luôn. Đây. Cây số 6 280.000, em tím Pháp phân 2 nhánh đi lên như thế này. Để đẹp nha. Số 6 nha. Số 7 vẫn là một em tím Pháp. Tím Pháp nó nở đẹp quá trời luôn. Số 7 này hoành 15 rưỡi và cao 75. Cây này 300 ngàn nha. Đây là bộ rễ. Phân 3 nhánh đi lên. Rễ quấn nha. Này là có quấn rễ lúc mà trồng phôi á. Cây phân 3 nhánh đi lên như thế này. Mã số 7 chỉ 300 ngàn. Quá trời xinh luôn. Hôm nay con có 7 cây, cô chú anh chị mà lựa chọn được cây nào thì cứ alo số điện thoại của con giùm nha, hoặc là kết bạn Zalo con gửi hình thêm nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều luôn.